Năm 2022, trả lời chương trình nhật ký cầu thủ của Man United về việc liên tục nâng cao tiêu chuẩn của sự xuất sắc cá nhân, Cristiano Ronaldo nói với phóng viên như sau: "Các kỷ lục, nó đến với tôi theo một cách tự nhiên. Tôi không theo đuổi kỷ lục mà nó tự bám đuổi tôi. Đó là một điều rất tốt. Đó là động lực để tôi tiếp tục và chỉ cần làm việc chăm chỉ mà thôi. Tôi vẫn dành niềm đam mê rất lớn cho bóng đá. Và tất nhiên, Man United cũng như các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt chặng đường sự nghiệp. Vì thế, tôi phải biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ Cristiano. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là tôi cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu và cố gắng giành được chức vô địch hoặc cúp nào đó. Đôi khi phải mất thời gian, nhưng tôi vẫn tin tưởng điều này." Thực ra, câu nói của CR7 chẳng có gì đáng để trêu chọc hay mỉa mai, vì người vĩ đại như anh có quyền nói như vậy. Chỉ hơi nhọ cho huyền thoại người Bồ Đào Nha rằng anh nói gì là y như rằng đại kình địch Lionel Messi đạt được những điều ấy. Chẳng hạn, Ronaldo từng nói rằng Sunday is the king play, và đúng là Messi chinh phục danh hiệu World Cup vào một chiều chủ nhật. Và đến sáng nay, những lời nói ấy lại ứng nghiệm. Rạng sáng hôm nay cũng lại là một ngày chủ nhật, La Bunga tỏa sáng với một bàn thắng giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1. Phút 59, Kylian Mbappe dùng tốc độ vượt qua các hậu vệ của Scarborough rồi chuyền ngang để Messi đẩy một nhịp tung cú sút tinh tế treo góc hạ thủ thành Martial. Nếu không có màn tỏa sáng đúng lúc của La Bunga, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với PSG. Dù nhận được cả tá đường truyền theo kiểu mớm đến tận mồm từ Messi, nhưng Mbappe nhất quyết không chịu sút vào. Phải đến khi ông anh 36 tuổi tự mình điền tên lên bảng tỷ số thì mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp. Tuy rằng PSG không thể bảo vệ thành quả khi để Kevin Gamero ấn định tỷ số hòa với pha đá bồi cận thành ở phút 79, thì một điểm là quá đủ để PSG vô địch. Đây là bàn thắng thứ 496 của Messi trong các trận đấu khuôn khổ vô địch quốc gia trong sự nghiệp, và con số này đã chính thức đưa anh trở thành người sở hữu kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở giải vô địch quốc gia top 5 châu Âu: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Kỷ lục cũ được sở hữu bởi chính Cristiano Ronaldo, người đã ghi 495 bàn tại Anh, Tây Ban Nha và Ý trước khi sang Ả Rập Xê Út thi đấu. Thống kê của Messi gồm 474 bàn ở La Liga và 22 bàn tại Ligue 1. 474 bàn cũng là kỷ lục ở riêng La Liga. Trong khi đó, Ronaldo có 311 bàn tại La Liga, 81 bàn ở Serie A và 103 bàn tại Ngoại hạng Anh. Năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu gồm Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1. Messi thực ra đã bằng kỷ lục của Ronaldo từ tháng trước khi ghi bàn trước câu lạc bộ Lens, nhưng anh phải đợi một thời gian để sở hữu kỷ lục cho riêng mình do bị câu lạc bộ đình chỉ thi đấu sau vụ tự ý bỏ tập để bay sang Ả Rập Xê Út. Sở hữu kỷ lục, Messi thậm chí còn làm tốt hơn Ronaldo khi đã ghi từng đó bàn thắng trong 575 trận, tổng cộng 47.039 phút, trong khi Ronaldo mất 626 trận, tổng cộng 51.069 phút. Ngoài ra, cũng trong số trận đó, Messi đã ghi 247 đường kiến tạo, trong khi Ronaldo có 151 đường kiến tạo. Tất nhiên, Messi còn có thể chạm cột mốc 500. Anh có thể làm điều đó nếu ghi một cú poker trước Clermont trong trận đấu hạ màn mùa giải tuần tới. Nhưng Messi cũng có thể làm điều đó ở một nơi ý nghĩa hơn, đó là trở lại Barcelona vào mùa sau. Tuy nhiên, việc xô đổ kỷ lục của Ronaldo chưa phải là niềm vui duy nhất mà Messi có được dạo sáng nay. Messi còn sắp bằng kỷ lục giành 43 danh hiệu của đồng đội cũ Dani Alves. Các chiếc cúp của Messi gồm 10 La Liga, 8 siêu cúp Tây Ban Nha, 7 cúp nhà vua, 4 Champions League, 3 FIFA Club World Cup, 3 siêu cúp châu Âu, 2 Ligue 1, 1 siêu cúp Pháp, 1 U20 World Cup, 1 huy chương vàng Olympic, 1 Copa America, 1 siêu cúp liên lục địa và 1 World Cup. Trong khi đó, bảng thành tích của Dani Alves gồm 1 Copa Nordeste, 6 La Liga, 5 cúp nhà vua, 5 siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 2 UEFA Cup, 4 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup, 1 Serie A, 1 cúp Italia, 2 Ligue 1, 1 cúp Pháp, 1 Campeonato Paulista, 2 Copa America, 2 cúp các liên đoàn châu lục, 1 huy chương vàng Olympic và 1 U20 World Cup. Alves và Messi cùng nhau giành 23 danh hiệu. Đây là thống kê mà Ronaldo đơn giản là không thể san bằng, bởi bây giờ anh mới chỉ có 34 cúp, kém quá xa so với Messi. Và thế là câu nói chứ danh: "Tôi không đuổi theo kỷ lục mà tự nó bám đuổi theo tôi" của CR7 lại như thể được sinh ra để mô tả La Puga vậy. Messi có mùa giải 2022-2023 bội thu danh hiệu. Trên phương diện tập thể, La Puga giành World Cup, Ligue 1, siêu cúp liên lục địa. Về cá nhân, siêu sao sinh năm 1987 có quả bóng vàng World Cup, cầu thủ hay nhất năm của FIFA, giải thưởng vận động viên của năm do Loris bình chọn và trao tặng. Ngược lại, Ronaldo đang sống trong cơn ác mộng đau đớn nhất. Mùa này, anh đang tham dự 7 đấu trường gồm Europa League, Carabao Cup, Premier League, Saudi Pro League, Cúp Quốc gia Ả Rập, Cúp Nhà vua Ả Rập, World Cup, nhưng đều không nhận được một chiếc huy chương nào.
Thực ra, anh có quyền nhận huy chương Carabao, nhưng vấn đề là chưa đá bất cứ trận đấu nào ở giải đấu mà Man United vô địch. Bên cạnh đó, đây đã là năm thứ hai liên tiếp CR7 rơi vào cảnh trắng tay, hoàn toàn không giành được điều gì. Đây là lần đầu tiên anh chịu nỗi đau quá lớn này. Trong khi Ronaldo rơi vào trạng thái hoang mang, thì rất có thể thời gian tới anh sẽ lại đụng độ đại kình địch Messi. Theo tờ Mundo Deportivo, Barcelona đã gửi thư mời Messi trở lại sân Camp Nou vào giữa tuần sau để dự lễ chia tay Sergio Busquets và Jordi Alba. Cả hai danh thủ này đã chính thức chia tay câu lạc bộ Barcelona sau thời gian dài gắn bó và dự kiến chọn Ả Rập Xê Út làm bến đỗ cuối trong sự nghiệp của mình, dựa trên tư vấn từ chính Messi, người đang làm đại sứ du lịch của Ả Rập Xê Út. Khả năng Messi nhận lời tham dự hay không vẫn chưa được xác nhận. Song, siêu sao người Argentina đã có một cuộc gặp gỡ bí mật với Sergio Busquets, Jordi Alba và Sergio Roberto ngay tại Paris, Pháp. Tờ Mundo Deportivo tiết lộ. Còn theo Marca, việc Barcelona gửi thư mời Messi trở lại sân Camp Nou dự lễ chia tay Busquets và Jordi Alba có thể là một bước tiến đến cuộc đàm phán và thỏa thuận trước khi giải La Liga bật đèn xanh cho đội bóng xứ Catalan chiêu mộ lại siêu sao xuất sắc nhất lịch sử của mình. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng khả năng Barcelona tái hợp với Messi sau khi tiền đạo 35 tuổi này kết thúc hợp đồng với PSG vào ngày 30 tháng 6 tới là rất thấp. Một phần nguyên nhân được cho là lời đề nghị quá hấp dẫn từ câu lạc bộ Al Hilal, thuộc giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, đã đưa ra lời đề nghị lên tới 600 triệu đô la một năm, và đó cũng là lời đề nghị chính thức ở thời điểm này. Trước đó, giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út đã đưa thành công siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đến thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr, tạo nên những hiệu ứng tích cực cho giải và bóng đá Ả Rập Xê Út nói chung. Hiệu ứng này chắc chắn tăng mạnh nếu như giải đấu có màn tái đấu giữa Messi và Ronaldo, hai ngôi sao được đánh giá xuất sắc bậc nhất của bóng đá thế giới trong hơn một thập kỷ qua.